xe tải chạy trên tuyến đường Hồ Chí Minh qua huyện Phước Sơn, Quảng Nam bất ngờ bị lật nằm chắn ngang đường khiến một người tử vong, hai người bị thương nặng. Ngày 23 tháng 9, cơ quan chức năng huyện Phước Sơn cho hay tại địa phương vừa xảy ra vụ lật xe tải khiến 3 người thương vong. Theo thông tin ban đầu, khoảng 3 giờ 30 phút ngày 23 tháng 9, xe tải do anh D. Quy. V. 23 tuổi, trú tại Hà Tĩnh, điều khiển chạy trên đường Hồ Chí Minh theo hướng Kon Tum, Đà Nẵng. Khi đến đường Hồ Chí Minh, đoạn qua xã Phước Mỹ, huyện Phước Sơn, xe này bất ngờ lật nằm chắn ngang đường. Vụ tai nạn đã khiến anh V. V. S. 33 tuổi, trú tại Sóc Trăng tử vong tại chỗ. Ngoài ra tài xế V và ông T. V. X. 46 tuổi, trú tại Hà Nội, bị thương nặng được lực lượng chức năng địa phương cùng người dân đưa vào bệnh viện cấp cứu. Tại hiện trường, chiếc xe tải hư hỏng nặng, vụ tai nạn khiến giao thông trên tuyến đường Hồ Chí Minh bị ách tắc kéo dài. Nhận được tin báo, lực lượng chức năng huyện Phước Sơn cùng đội cảnh sát giao thông số 2, phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh Quảng Nam đã có mặt để điều tiết giao thông, điều tra nguyên nhân. Khu vực xảy ra tai nạn là đoạn đường cong, không có giao cắt, nằm ngoài khu đông dân cư, không có giải phân cách giữa, độ dốc dọc trung bình 7%, độ dốc siêu cao khoảng 4%. Đường có 2 làn xe, không có đèn chiếu sáng ban đêm, có hệ thống biển báo.